Đây là ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Văn Mau, có tuổi thọ trên 100 năm tuổi, ở ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Ngôi nhà được ông Mau mua lại từ một thợ kim hoàng và sửa sang lập ngói, trang trí nội thất hoàn chỉnh vào năm 1912. Ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc Việt Nam với kết cấu kiểu ba gian hai trái, gian chính giữa đặt bàn thờ tổ tiên. Dù thời gian lâu như vậy, nhưng những đường nét chạm trổ tinh xảo, công phu của cột kèo, lam cửa, cầu liễn, các vật dụng, tủ thờ, bộ trường kỷ, những viên gạch hình lục giác và mái ngói âm dương vẫn còn giữ nguyên hiện trạng và màu sắc ban đầu. Trân quý di sản của gia đình, ông Nguyễn Trường Tồn, cháu đời thứ 5 của cụ ông Nguyễn Văn Mau, cùng các thành viên ra sức giữ gìn và bảo tồn như lưu giữ giá trị tinh thần vô giá của dòng tộc. Cái kiến trúc này thì ngày xưa thì nghe kể lại đó thì cũng dựa vào những cái kiến trúc của ngoài khu đình Quế đó, cơ bản. Rồi về đây thì do thợ cũng thợ, như đây là thợ của ngoài Trung vô đây làm. Thành ra khu vực này ngày xưa thì cũng tương đối là nó cũng khá nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái nhà này thôi. Thành ra nó cũng mang được cái hình ảnh mà cổ kính một chút cho cái địa phương này. Chứ tôi cũng nói chung cũng do ông bà mình để lại, mình bổn phận của mình là con cháu, mình cố gắng mình bảo quản, mình gìn giữ nó để cho nó được tuổi thọ cho nó được càng cao càng tốt. Sa Đéc là nơi hội tụ dân cư và có sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ giữa các dân tộc, nên những ngôi nhà cổ Sa Đéc còn là sự phối hợp kiến trúc cổ giữa Việt Nam, kiến trúc của người Hoa và phương Tây. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường 2, cạnh bờ sông Sa Đéc thơ mộng, nhà cổ được tỉnh đầu tư khai thác du lịch gắn với làng Hoa. Vào năm 1895, ngôi nhà được xây dựng với nguyên vật liệu chính là gỗ quý, mang dáng vẻ một ngôi nhà truyền thống Tây Nam Bộ. Nhưng đến năm 1917, ngôi nhà đã trải qua một lần sửa chữa lớn, được xây dựng bằng gạch đặc, bao lấy khung gỗ bên trong. Do đó, khi quan sát phần mặt tiền nhà, du khách cứ ngỡ là một ngôi biệt thự Pháp. Nhưng khi bước vào bên trong, du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của lối kiến trúc độc đáo. Tất cả vật trang trí bên trong đều được sơn son thép vàng. Nhiều du khách phương Tây ghé thăm nơi đây để chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo và tìm hiểu thiên tình sử nổi tiếng với chàng trai người Hoa Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras. Đã nhiều thế kỷ trôi qua, nhìn vào những ngôi nhà cổ, nghe những câu chuyện kể, hầu thể hiểu thêm về cuộc sống, nếp sinh hoạt xưa của tiền nhân. Những ngôi nhà xưa cũng phản chiếu về kinh tế, đời sống xưa kia ở vùng này. Qua những biến đổi thăng trầm, số lượng nhà cổ Sa Đéc hiện nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy vậy, đường nét cổ kính của các ngôi nhà tạo nên nét độc đáo cho văn hóa nơi đây. Cán bộ chính quyền không xem các ngôi nhà cổ đó là của riêng gia đình nào hay dòng tộc nào, mà đó là tài sản, đó là di sản của nhiều thế hệ đã gửi lại cho hậu thế. Trong sự phát triển của thành phố, chúng ta luôn luôn gắn kết quan điểm giữa phát triển và kế thừa. Cho nên việc gìn giữ các ngôi nhà cổ nó đã trở thành một vấn đề là hết sức quan trọng. Nó là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược trên chặng đường phát triển của thành phố Sa Đéc. Chính nó đem lại cho thành phố Sa Đéc một cái bản sắc văn hóa độc đáo. Đó là văn hóa bản địa của thành phố Sa Đéc. Dấu ấn kiến trúc các ngôi nhà cổ tạo cho Sa Đéc một nét vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Những ngôi nhà xưa cũng trở thành những điểm đến thu hút đông đảo du khách gần xa. Nếu có dịp ghé thăm Sa Đéc, ngoài trải nghiệm tham quan làng hoa Sa Đéc, du khách không nên bỏ qua khám phá những ngôi nhà cổ tại đây để được ngược về quá khứ, đắm chìm trong không gian cổ kính ở miền Tây sông nước. Rầu rĩ đứng nhìn khoảng 1.300 cây cam ngập lên láng nước. Nông dân Nguyễn Minh Hoàng cho biết đây là vụ trái đầu tiên, dự kiến thu hoạch trên 15 tấn. Nhưng chỉ trong 2 ngày, toàn bộ khu vườn đã bị ngập. Hiện trên 30% gốc cam trong vườn có dấu hiệu vàng, héo lá và rụng trái. Để vớt vát một phần, anh Hoàng phải thuê gần 30 nhân công gấp rút thu hoạch sớm. Tuy nhiên, với số lượng lớn thế này cũng khiến khó khăn trong việc tiêu thụ. Tại là vườn cũng đã gần tới thu hoạch, có khoảng chừng 10 ngày nữa. Nhưng mà do con lũ hồi chuyện qua,
thì nó vô nó bị tràn đê, do cầu bao nó không bị vững chắc, bây giờ nó ngập gì nó không có cách nào để đắp được cái bờ đê, nó bị tràn, nó tràn tới gần cái 100 mét lận, mà nó cao hơn bờ đê có khoảng chừng 3 tấc, thì mong địa phương nên có biện pháp để nó đắp lại cho nó chắc chắn hơn, ăn cho cái lượng nước nó đừng có tiếp cận được cái khu vườn của mình, nên mình có thể dễ đảm bảo giữ được lượng nước hơn. Anh Hoàng còn cho biết do đặc tính của cây cam là không chịu nước, với việc cây bị ngập sâu như vậy thì cây sẽ bị hư bộ rễ, lá đang bị héo dần, nên sau khi trái hái xong sẽ phải chặt bỏ, ước thiệt hại trên 600 triệu đồng. Ngoài vườn cam của anh Hoàng thì một số diện tích vườn cây tạp khác nằm trong ô bao cũng bị ngập nặng. Hiện địa phương và người dân đang tập trung cứu chữa các diện tích bị ngập úng. Thưa quý vị, trong khi đó tại thành phố Sa Đéc, nước triều cường sáng ngày hôm qua cũng đã tràn qua nhiều đê bao xung yếu, làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa kiểng và hoa màu của nông dân làng Hoa. Đây là diện tích trồng hơn 3.000 chậu mai hoa đăng của bà Nguyễn Thị Phụng, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, vừa bị nước tràn qua ô bao gây ngập sâu. Số mai hoa đăng này được bà trồng hơn một tháng nay để cung ứng thị trường Tết, nhưng bất ngờ bị nước tràn vào gây ngập toàn bộ. Gia đình bà đang khẩn trương vớt các chậu mai giờ đến khu an toàn. Nước nhiều nó tràn, nó bể bờ, tràn bờ hết dân luôn. Ngồi ngập mà điều nó còn thấp, năm nay bơm cát rồi cũng còn ngập luôn. Ngoài khu vực của bà Phụng thì nhiều diện tích cỏ, nhung thật, cỏ lá gừng và một số loại cây công trình như hoa trang, cúc tiger, câu kiển và hoa màu và hàng trăm hecta trồng lúa của nông dân xã Tân Khánh Đông và Tân Quy Tây cũng đang chìm trong biển nước. Một số cây kiển công trình đang đến ngày bứng bán cũng bị ngập sâu. Thì giải pháp của địa phương là tuyên truyền vận động các cái hộ nông dân cũng như là chỉ đạo hội nông dân kêu các cái cô bé có tại địa phương để gia cố các vùng bờ này để tránh thiệt hại cho bà con nông dân. Theo đánh giá của đa số bà con nông dân, mực nước lũ năm nay cao hơn mọi năm. Mặc dù con nước đỉnh lũ chưa đến, nhưng nhiều diện tích đã bị ngập. Do đó, người dân đang căng mình chống lũ bằng mọi biện pháp để hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ diện tích hoa kiểng, nhất là hoa Tết. Không chỉ là khiến cho bà con nông dân làm vườn trồng hoa trên địa bàn của tỉnh Đồng Tháp phải lao đao, mà cả thầy cô và các em học sinh cũng phải chịu ảnh hưởng bởi triều cường. Vào sáng ngày hôm nay, do áp lực nước lớn cùng với sóng mạnh đã gây sạt lở cho trường tiểu học Thượng Phước 1A ở điểm Dòng Bàn thuộc xã Thượng Phước 1, huyện Hồng Ngự. Đoạn sạt lở có chiều dài 45m, ăn sâu vào phần đất của trường từ 1,5 đến 2m. Đoạn sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng rào của trường. Nếu không kịp thời khắc phục thì hàng rào sẽ bị sạt lở rơi xuống nước gây thiệt hại nặng. Đối với sự cố này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Ngự chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo huyện phối hợp với các ngành chuyên môn khẩn trương sử dụng cừ tràm, trải bạt và vô bao cát tấn xung quanh điểm sạt lở, khẩn trương khắc phục ngay, không để thiệt hại lớn. Tổng kinh phí khắc phục gần 50 triệu đồng được trích từ vốn sự nghiệp giáo dục năm 2018. Thưa quý vị, hiện tại ở các tỉnh đầu nguồn vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An đang có nguy cơ xảy ra ngập lụt cao ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Dự báo là trong từ 1 tới 2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long sẽ lại tiếp tục lên. Tình hình thủy văn trên sông Mekong đang diễn biến phức tạp. Bà con cần chủ động đề phòng lũ có khả năng lên cao, đặc biệt là khi xảy ra các hình thế thời tiết bất lợi trên lưu vực. Thưa quý vị, chiều tối qua, hầm đường bộ Hải Vân thuộc thành phố Đà Nẵng đã bị tắc nghẽn gần 10 tiếng đồng hồ vì đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc đầu kéo theo rơ móc đã bất ngờ mất lái rồi tông ngang chiếc ô tô tải đi ngược chiều. Đường hầm vốn đã hẹp nhỏ nên khi xe có tải trọng nặng gặp nạn như thế này đã làm cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây là hình ảnh mà một người dân có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn đã gửi về cho chương trình của chúng tôi. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 11 tháng 9 trong hầm đường bộ Hải Vân thuộc địa phận huyện Liên Chiểu, Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số Thừa Thiên Huế kéo rơ móc. Khi đến giữa hầm thì bất ngờ rẽ quay đầu nên tông mạnh vào xe tải cũng mang biển số Thừa Thiên Huế chạy hướng ngược lại. Cú va chạm khiến cabin xe đầu kéo bị vỡ, hư hỏng hoàn toàn. Xe tải lao thẳng qua làn đường đối diện đâm vào thành hầm. Vụ tai nạn khiến hai tài xế cùng một người ngồi trên xe bị thương nặng. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 9, hầm đường bộ Hải Vân mới thông trở lại sau 10 giờ tắc nghẽn vì vụ tai nạn kinh hoàng này. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi gần thác Brent của Đà Lạt vào chiều hôm qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn ở thành phố Đà Lạt vào sáng nay đã tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số sau 14 tiếng đồng hồ huy động cả 100 người tìm kiếm.
Đây là nơi tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Bình, 30 tuổi, quê Nghệ An, người bị nước cuốn mất tích vào chiều tối hôm qua. Thi thể anh Bình được tìm thấy dưới lớp bùn đất lau sậy ven suối Sở Lăng, cách vị trí gặp nạn khoảng 4 km. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng được tìm thấy trên suối Sở Lăng và được lực lượng cứu hộ trục vớt vào sáng hôm nay. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra ở công trình trung tâm thương mại và căn hộ Sài Gòn Homes tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc đang thi công ở tầng 10, dàn giáo bất ngờ đổ sập khiến cho hai công nhân rơi xuống bên dưới tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 15 phút chiều ngày 11 tháng 9, một nhóm công nhân đang làm việc tại tầng 10 của công trình khu trung tâm thương mại và căn hộ Sài Gòn Home ở số 819 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, khu phố 8, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang thi công chất vật liệu tại tầng 10 công trình trên thì bất ngờ dàn giáo đổ sập khiến cho hai công nhân là Hà Văn Khoa, 58 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc và bà Nguyễn Thị Quắn, 59 tuổi, quê ở Trà Vinh, rơi xuống dưới đất. Ông Khoa nằm bất động dưới đất, còn bà Quắn vướng vào dàn lưới B40 ở tầng 1 với nhiều vết thương. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vấn đề xử lý vụ việc như thế nào vẫn còn chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống gần công trình xây dựng này cho biết, hai ngày trước, một miếng ốp bê tông chi chích đinh nhọn dài gần 10 mét, đường kính hơn 30cm rơi trúng mái tôn nhà dân, may mắn không làm ai bị thương. Vào một đêm ngày cuối tháng 8 vừa qua, tại một nhà nghỉ thuộc khu vực quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, trong một đêm đã xuất hiện hai vị khách nam, tạm gọi chung là A, đi trên một phương tiện xe Jeep cũ nát và một xe hiệu quay đến thuê phòng ở qua đêm. Ít lâu sau, nhà nghỉ này lại đón thêm hai khách nam khác, tạm gọi chung là B, đi trên một phương tiện xe Dream còn rất mới. Đến hơn 7 giờ sáng hôm sau ngày 1 tháng 9, hai vị khách A trả phòng ra về. Lợi dụng lúc nhà nghỉ chỉ có một phụ nữ lớn tuổi, bọn chúng đã liên tục thúc giục người phụ nữ mở khóa để lấy xe về. Nhưng lúc người này sơ hở, một trong hai tên đã nhanh chóng dẫn ra ngoài phương tiện xe Dream mới, thao tác nhanh gọn, mở khóa nổ máy xe phóng đi trong chớp mắt, để lại một chiếc xe Dream cũ nát. Một lúc sau, hai đối tượng B ra thanh toán trả phòng thì phát hiện mất chiếc xe Dream mới và với thái độ rất thản nhiên, bình tĩnh, yêu cầu chủ nhà nghỉ bồi thường cho chiếc xe đã mất.